Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp khóa chống trộm. Bộ chống trộm 4 nút, mở khóa, tắt khóa, đề từ xa và báo động cho xe Sirius. Thì bộ này gồm có 8 dây, gồm có 2 dây vàng là đấu cho xi nhan này, 1 dây đen, 1 dây đỏ là dây nguồn âm dương, dây vàng là dây chống trộm lắp cho xe máy. Đấu vào ổ khóa. Còn 3 dây này, 1 dây xanh là dương là dây đề, còn 2 dây này thì mình chưa biết nó là cái gì cả, nhưng mà đấu tạm như vậy. Thì 2 dây vàng ấy thì mình sẽ nối vào hai đầu của xi nhan. Xi nhan, cụm xi nhan gồm có 3 dây, đó là dây 2 dây đen và 1 dây nâu. Thì mình sẽ nối dây âm của bộ chống trộm vào dây đen bên trái, còn 2 dây vàng sẽ nối vào 2 dây còn lại của xi nhan. Rồi, tiếp đến là dây đỏ và dây cam. Dây đỏ thì mình sẽ nối vào dây trước chìa khóa. Bạn nếu bạn ý thì mở cái nắp ra thì sẽ có 2 dây, đó là 1 dây đỏ và 1 dây nâu. Dây đỏ tức là lúc nào cũng có điện thì bạn sẽ nối vào dây dương của bộ chống trộm. Còn dây nâu là dây sau chìa khóa thì bạn sẽ nối với dây cam. Đấy. Còn 3 dây này, dây đề thì mình đã tìm hiểu và biết là cái bộ này nó không phù hợp với cái xe của mình, vì cái dây đề này lúc mình bật đề thì nó ra nguồn dương, nhưng mà cái trong cái đề của mình thì nó lại lấy là nguồn âm, nên là mình chưa biết cách nào ở đâu cả. Còn 2 dây này lúc mình bật đề, không, nếu mà không bật thì 2 dây này là nối tiếp, còn nếu mà bật đề thì 2 dây này ngắt. Mình cũng chưa biết là nó đối vào đâu cả. Nói chung là hai cái này thì mình sẽ không dùng đến. Còn nếu mà bạn nào muốn đấu vào dây đề, ví dụ như xe voi, xe rem thì nó lấy nguồn dương, thì bạn có thể đấu trực tiếp ở đây. Trong đây sẽ các bạn tháo cái đầu ra, và bên trong bạn tìm từ cái dây từ chỗ bát đề này này vào bên trong. Trong đây có một cái lẫy, thì bạn tìm cái dây màu xanh sọc trắng đấy, bạn nối cái dây xanh này vào cái dây xanh sọc trắng đấy, thì khi bạn nhấn nút đề thì nó sẽ đề lên. Ok, bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn. Đầu tiên là mở khóa này đấy, hay nhỉ. Tiếp theo là chức năng khóa. Thì khi động vào bộ chống trộm thì đấy. Còn tiếp theo là đề từ xa thì cái này của mình không lắp được, nhưng mà khi mình bật cái này thì xe nó coi như là mình đã mở khóa. Đấy, bạn thấy không? Xe đã sáng. Đấy, coi như là mình mở khóa từ xa chứ không đề được. Ok, còn đây là nút báo động. Ôi, xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment phía bên dưới để cho mình biết, mình có thể giải đáp. Xin chào.